Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Thưa quý vị và các bạn, mới đây ông Nguyễn Đình Công, nguyên trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận Hoàng Mai, Hà Nội đã được chuyển công tác về giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam, nơi xảy ra nhiều sai phạm môi trường trong suốt thời gian dài. Với nhiều năm kinh nghiệm là người đứng đầu phụ trách lĩnh vực Tài nguyên Môi trường quận, liệu ông Công có mạnh tay xử lý triệt để được những vấn đề môi trường nhức nhối này như kỳ vọng của người dân? Sai phạm đã rõ. Truyền hình Người Đưa Tin đã có 14 bài phản ánh về tình trạng hoạt động hủy hoại môi trường trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trong đó, phóng viên đã thông tin đặt lịch làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Thanh Trì, Ủy ban Nhân dân phường Lĩnh Nam, Phòng Tài nguyên Môi trường quận Hoàng Mai và Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội. Và các đơn vị này cũng đã lập đoàn xuống kiểm tra thực tại để làm rõ. Cụ thể, ngày 27 tháng 2 năm 2019, truyền hình Người Đưa Tin đã có buổi làm việc chính thức với Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã được lãnh đạo quận chỉ đạo để trao đổi, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu cho phóng viên. Thời điểm này, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận là ông Nguyễn Đình Công. Tại buổi làm việc, phía Ủy ban Nhân dân quận cũng đã thông tin về việc đoàn kiểm tra đã lập biên bản với những cơ sở, cá nhân vi phạm mà truyền hình Người Đưa Tin phản ánh. Đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà Việt Đức và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Minh Tâm dừng ngay việc xả nước thải màu trắng đục ra môi trường. Thuê các đơn vị có chức năng để nạo vét, xử lý lượng bùn có chứa xi măng đã thải ra môi trường. Thời hạn xong trước ngày 5 tháng 3 năm 2019. Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận về giữ chức Chủ tịch phường. Đáng chú ý, sau thời gian này, ông Nguyễn Đình Công, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường đã chuyển về giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lĩnh Nam, một phường đã để xảy ra tình trạng hủy hoại môi trường nghiêm trọng. Tưởng rằng, với trách nhiệm của Chủ tịch phường và kinh nghiệm bao năm làm trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, thì vị này sẽ có cách xử lý được dứt điểm tình trạng hủy hoại môi trường trên địa bàn. Thế nhưng, ngược lại với kỳ vọng sau đó, sau khi vị này về làm Chủ tịch phường, thì tình trạng hoạt động hủy hoại môi trường tại phường này có phần phức tạp hơn. Hoạt động hủy hoại môi trường tinh vi hay cơ quan chức năng làm ngơ? Cụ thể, cơ quan chức năng đã yêu cầu trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà Việt Đức thuộc phường Lĩnh Nam dừng ngay việc xả nước thải màu trắng đục ra môi trường. Thuê các đơn vị có chức năng để nạo vét, xử lý lượng bùn chứa xi măng đã thải ra môi trường. Thế nhưng, sau gần 3 tháng trôi qua, thay vì khắc phục, nạo vét hàng trăm mét khối nước xi măng, bê tông thừa dưới chiếc hồ như yêu cầu, thì đơn vị này đã cho san ủi, lấp rất nhiều đất lên bề mặt chiếc hồ này nhằm che đậy số lượng bê tông, nước xi măng trong hồ. Và để tiếp tục hành vi xả thải của mình, trạm trộn bê tông này đã cho đào một chiếc mương chạy từ góc trạm trộn theo bờ hồ chảy vào một góc khuất của chiếc hồ. Và tất nhiên, tất cả nước thải xi măng, bê tông thừa vẫn chảy vào hồ này. Nhìn vào chiếc mương này cũng có thể thấy rõ một lớp bê tông dày tới cả mét dưới lòng hồ. Và nếu không đến gần thì rất khó để phát hiện trạm trộn bê tông này vẫn đang xả nước thải ra đây. Cũng bị yêu cầu dừng việc xả nước thải màu trắng đục ra môi trường, thuê các đơn vị có chức năng để nạo vét, xử lý lượng bùn có chứa xi măng đã thải ra môi trường như trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà Việt Đức. Trạm trộn bê tông Minh Tâm chỉ nạo vét qua loa một lần sau khi bị kiểm tra. Ít ngày sau, trạm trộn này lại xả nhiều nước xi măng, bê tông thừa hơn thời điểm ban đầu bị kiểm tra. Nước xi măng, bê tông thừa đặc quánh tạo thành màu trắng khiến cả đoạn mương nhìn từ trên cao như một con đường tuyết. Đáng chú ý, con mương chứa đầy bột trắng này chạy dài tiếp giáp phía sau của Công an phường và Ủy ban Nhân dân phường Lĩnh Nam. Cũng tại phường Lĩnh Nam, bãi đất nông nghiệp giáp chân cầu Thanh Trì bị đổ rất nhiều rác tổng hợp, rác thải xây dựng để lấy mặt bằng làm bãi trông giữ xe. Sau khi truyền hình Người Đưa Tin phản ánh và bị cơ quan chức năng kiểm tra, thay vì khắc phục, xử lý hậu quả thì khu vực này được đổ rất nhiều đất lên trên để vùi lấp số rác bên dưới. Nghiêm trọng hơn, dù đây là đất nông nghiệp nhưng khu vực này lại được đổ nền bê tông. Một số hạng mục như cột xi măng, tường gạch cũng bắt đầu hình thành để phục vụ cho việc trông giữ xe. Đây không chỉ vi phạm về việc hủy hoại môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà còn vi phạm về trật tự xây dựng. Ngoài ra, tại phường Thanh Trì, dù là đất trồng hoa màu khu vực ngoài đê và giáp chân cầu Thanh Trì, nhưng cả khu vực này lại được đổ rất nhiều rác tổng hợp, rác thải xây dựng và bê tông thừa. Sau khi truyền hình Người Đưa Tin phản ánh và bị cơ quan chức năng kiểm tra, thay vì khắc phục, xử lý dọn số rác trên, thì rác ở khu vực này lại được san ủi, chôn lấp bởi rất nhiều đất.
Và để che giấu hành vi này, ngay sau khi san lấp xong, khu vực này lập tức được trồng rất nhiều cây hoa màu lên trên, khiến nhiều người khó có thể nhận ra. Có thể thấy, với hành vi và hậu quả hủy hoại môi trường đã rõ, cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc kiểm tra với các cơ sở cá nhân trên. Nhưng không hiểu vì sao cho đến nay, các cơ sở này vẫn không chịu khắc phục hậu quả gây ra, cũng không bị xử lý. Việc này cũng dễ tạo ra sự hoài nghi của người dân về tính công tâm, minh bạch và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh bảo vệ môi trường. Truyền hình Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc ở những bản tin sau. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.